tổ chức phòng ngự như thế nào. Sự đột biến mà cầu thủ Campuchia có thể hy vọng. Cơ hội cuối cùng trong hiệp 1 của cầu thủ U22 Campuchia. Sosidan là người thực hiện quả đá phạt góc. Rất tự tin của Bertram Butra và cú sút mặc dù có phần may mắn nhưng đã cho thấy